Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh Kiến thức Tử Vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: Tử Vi về nhân tướng học, về xem vận mệnh và tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Hợi trong tháng 7 năm Tân Sửu 2021 về âm lịch. Đối với người tuổi Hợi thì vận trình trong tháng này rất bấp bênh, hung vận lấn át cát vận. Và đối với người tuổi Hợi thì trong tháng 7, tháng cô này phải làm những điều gì để có một tháng mới tốt lành và hanh thông hơn? Thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về xem tử vi về vận mệnh, tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Hợi trong tháng 7 của năm Tân Sửu 2021. Trong tháng 7 này thì đối với người tuổi Hợi về vận trình sự nghiệp rất bấp bênh, hung vận thường là lấn át cát vận. Do là bị nhiều hung tinh soi chiếu nên vận khí bị giảm sút rất nghiêm trọng, với hung họa nhiều hơn cát lành. Hành sự đối với con giáp này trong tháng này phải hết sức thận trọng để tránh gặp phải những tai ương trong cuộc sống. Về tử vi trong tháng 7 là tháng cô hồn thì bắt đầu từ ngày dương lịch là từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 năm 2021. Về can chi là Mậu Tý, Đinh Tỵ, Bính Thân và Tân Sửu. Về thiên can là Bính Hỏa mà địa chi là Thân Kim, đặc trưng là kim vượng phản tắc. Về thái tuế là thiên khắc địa bình hòa. Về xem tử vi trong tháng 7 năm 2021 này thì vận trình của người tuổi Hợi rất bấp bênh, do là bị nhiều hung tinh soi chiếu nên vận khí bị giảm sút nghiêm trọng, hung họa nhiều hơn cát lành. Nếu hành sự thì phải hết sức thận trọng để tránh gặp những tai ương trong cuộc sống. Về cục diện tương hại, nó gây nên không ít sóng gió, đủ để con giáp này nhiều phen chầy trượt trong công việc thì gặp nhiều trở lực và khó khăn chồng chất. Họa quan trường luôn rình rập nên tiểu nhân đã ngấm ngầm hãm hại, càng những biểu hiện xuất sắc và càng cao ngạo của bản mệnh thì càng dễ dàng dẫn tới họa thị phi. Con giáp này hãy nghiêm cẩn và khiêm tốn hơn để tự bảo vệ bản thân mình. Với những áp lực công việc lớn, các mối quan hệ xã giao ngày càng dưới gen, đồng nghiệp thì quay sang bất mãn với cấp trên, từ đó thiếu sự tự tin và tin tưởng từ cấp trên cùng đồng nghiệp đã khiến cho bản mệnh bị rối như tơ vò. Có điều là bản mệnh ít nhiều vẫn được sự tương trợ từ thiên đức cát tinh. Chỉ cần bạn tập trung tinh thần cao độ, hạ quyết tâm tới cùng thì vẫn có thành công một cách xứng đáng. Còn về tình hình tài chính trong tháng thì rất thăng trầm, có nhiều biến động, mặc dù là đầu tư vẫn thấy dấu hiệu thu lời và tuy nhiên thì lợi nhuận không quá cao. Đã vậy rủi ro rất lớn, những việc chi tiêu trong tháng thì nhiều, lại có hiện tượng phá tài do là bị tiểu nhân lừa gạt. Vì vậy cần phải tỉnh táo quản lý túi tiền của mình thật chặt. Còn chuyện tình cảm thì kém sắc, với các cặp vợ chồng, thậm chí là những cặp đôi đang yêu đều khó tránh khỏi những mâu thuẫn bất đồng dẫn đến chuyện cãi vã triền miên. Về sức khỏe của Hợi trong tháng này có dấu hiệu giảm sút và suy nhược, do là cơ thể bị hung tinh thiên nguyệt nó tác động nên sức đề kháng kém, cơ thể yếu nhược, ốm đau bệnh tật, rất dễ mắc các chứng bệnh thay đổi về thời tiết. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là xem tử vi về đường sự nghiệp của người tuổi Hợi trong tháng 7 của năm Tân Sửu 2021. Về theo tử vi trong tháng của 12 con giáp về âm lịch cho thấy vận khí của họ sụt giảm theo phương diện sự nghiệp của con giáp này cũng rất ảm đạm, mưu sự rất khó thành khi mà bị hung vận lấn lát hoàn toàn cắt vận. Nó chịu ảnh hưởng của
tương hại thái tuế, lại thêm nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, nên con giáp này phải chầy chợt đương đầu với rất nhiều sóng gió ở trong tháng cô hồn này. Do đó con giáp cần phải hành sự hết sức thận trọng để tránh gặp phải những tai ương. Trong tháng này thì công việc rất nhiều trở lực và khó khăn chồng chất, có họa quan trường luôn rình rập, và đây không phải là thời điểm mà bạn có thể thảnh thơi làm những việc yêu thích nữa. Với khối lượng công việc thì tăng mạnh, kèm theo đó là áp lực không lúc nào ngơi, bản mệnh phải tất bật chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hầu như là không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Với trong tháng cô hồn thì có nhiều hung tinh soi chiếu, về vận tiểu nhân của người tuổi Hợi lại rất vượng, có điểm báo tử vi là có cạnh tranh xảy ra, những chuyện đố kỵ, họa thị phi đầy dẫy cũng là do áp lực công việc quá lớn, với các mối quan hệ xã giao ngày càng dưới gen, đồng nghiệp thì quay sang bất mãn, cấp trên thiếu sự tự tin khiến cho bạn phải rối như tơ vò. Đặc biệt là đối với tuổi Hợi thì cần phải để tâm và thận trọng trong các công việc có liên quan đến giấy tờ hoặc hợp đồng thủ tục pháp lý, đề phòng họa thị phi quan trường hoặc kiện cáo phức tạp trong tháng này. Và các bạn thân mến, thứ hai là xem tử vi về đường tài lộc của người tuổi Hợi trong tháng 7 năm Tân Sửu 2021. Do là bị nhiều hung tinh lại thêm cục diện ẩn tàng hung hiểm, nên tài vận của Hợi ở trong tháng 7 âm lịch này có nhiều biến động bất ổn. Tiền đến nhanh nhưng đi cũng rất chóng, tài khí khó tụ. Mặc dù là có một vài dự án đầu tư vẫn thấy dấu hiệu thu lợi, nhưng về lợi nhuận không quá cao, đã vậy thì rủi ro nhiều, ẩn lại lớn. Chi tiêu trong tháng nhiều lại có hiện tượng phá tài, do là bị tiểu nhân lừa gạt nên cần phải tỉnh táo, quản lý túi tiền thật chặt. Kể cả với những người đã từng hợp tác hoặc làm việc cũng cần đề cao cảnh giác, bằng không người chịu thua thiệt cuối cùng cũng chỉ là bạn. Trong tháng thì có tiểu nhân luôn tìm cách gây khó dễ. Với người làm kinh doanh hay buôn bán, hãy đề cao cảnh giác với các đối thủ cạnh tranh của mình. Có những kẻ ghen ghét và đố kỵ mà nảy sinh tà tâm tìm cách hãm hại bạn, và bản mệnh có thể mất tiền oan về sự ngây thơ tin người của chính mình. Nhìn chung là người buôn bán nhỏ lẻ vẫn túc tắc hàng ngày, thu nhập duy trì ở mức cân đối. Có thiên đức hỗ trợ nên đời sống vật chất cũng được cân bằng. Tuổi Hợi vẫn có thể lo toan, chu toàn cho gia đình và con cái. Và các bạn thân mến, về thứ ba là xem tử vi về đường tình duyên của người tuổi Hợi trong tháng 7 của năm Tân Sửu 2021 về âm lịch. Về theo tử vi trong tháng thì người tuổi Hợi có thể sẽ phải đối diện với không ít những nỗi buồn tình cảm ở trong tháng này, do là ảnh hưởng từ cục diện tương hại. Dù là người đã kết hôn hay người độc thân đều hết sức phải cẩn thận và lưu ý đời sống hôn nhân của bản mệnh. Nó xuất hiện nhiều vấn đề về gia đạo bất an, vợ chồng con cái thiếu sự hòa hợp, không tìm được tiếng nói chung, do là khoảng cách thế hệ khiến cho không khí trong nhà ngày nào cũng căng thẳng, nó ảnh hưởng đến các thành viên trong nhà. Vì vậy bạn cần phải dành thời gian để xem xét lại những vấn đề này, tránh chuyện tình cảm tác động đến việc hay sức khỏe của mình. Còn với người lập gia đình thì cũng nên chú ý đến việc xã giao của bản thân, nhất là với người khác giới, có dấu hiệu là kẻ thứ ba xen ngang để phá hoại hạnh phúc gia đình của bạn. Đừng để điều đó trở thành hiện thực, bởi hơn ai hết thì bạn biết rõ hậu quả cuối cùng nó sẽ ra làm sao. Với người độc thân thì chớ nên gượng ép tình cảm, bởi càng ép sẽ càng không thể hạnh phúc. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Còn những cảm xúc tự nhiên và tình cờ sẽ giúp cho những kết nối hai trái tim từ xa ở lại với nhau. Đừng về sức ép về tuổi tác hay từ phía gia đình mà nhận lời kết thân với ai đó, bởi quan trọng nhất là cảm xúc của bạn. Bởi cuộc sống là của bạn là chính, đừng để ai quyết định hạnh phúc thay cho mình, kẻo sau này phải hối tiếc nhưng lúc đó sẽ không kịp. Và các bạn thân mến, về thứ tư là về xem tử vi về đường sức khỏe của người tuổi Hợi trong tháng 7 năm Tân Sửu 2021,
về sức khỏe của họ trong tháng này có dấu hiệu giảm sút, suy nhược cơ thể do bị hung tinh thiên nguyệt tác động. Với sức đề kháng kém, cơ thể yếu nhược, ốm đau bệnh tật rất dễ mắc các chứng bệnh, nó thay đổi theo thời tiết. Ngoài ra thì công việc bận rộn kèm theo áp lực lớn, đó là nguyên nhân khiến cho sức khỏe tuổi Hợi lao dốc. Với những triệu chứng là khó chịu bạn thường gặp trong tháng như ẻ oải, ăn uống kém ngon, vì vậy bạn nên phải dành thời gian rèn luyện sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để những tình trạng khó chịu nó sẽ biến mất trong thời gian ngắn nhất. Và các bạn thân mến, về thứ năm là về cẩm nang vượng vận cho từng người tuổi Hợi. Về hướng tốt là hướng trung cung, là hướng đông. Về hướng xấu là hướng tây nam và hướng bắc. Còn về ngày cát là ngày 12 tháng 8, ngày 16 tháng 8, ngày mùng 1 tháng 9 và ngày mùng 2 tháng 9. Với những ngày hung là ngày 14 tháng 4, ngày 19 tháng 8, ngày 20 tháng 8 và ngày 31 tháng 8. Về thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, nam thì thủy diệu mà nữ là mộc đức. Với những khẩu quyết cho bạn là mưu sự rất khó thành khi mà hung vận đã lấn lát cát vận hoàn toàn. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Thìn và người tuổi Mão. Với người tiểu nhân là người tuổi Tỵ và người tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu hồng và màu cam. Về thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, nam mộc đức mà nữ thì thủy diệu. Với những khẩu quyết cho bạn là gặp nhiều hung tinh xung chiếu nên vận tiểu nhân luôn theo bám dai dẳng trong tháng này. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Dần và người tuổi Mùi. Với người tiểu nhân là người tuổi Dậu và người tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu đỏ. Về thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, nam thì Vân Hớn mà nữ thì La Hầu. Với những khẩu quyết là tài vận nhiều biến động bất ổn, tiền đến nhanh nhưng nó đi cũng nhanh. Còn quý nhân phù trợ là người tuổi Tuất và người tuổi Mùi. Với người tiểu nhân là người tuổi Sửu và người tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu trắng. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, nam thủy diệu mà nữ mộc đức. Với khẩu quyết cho bạn là gia đạo của bạn bất an, vợ chồng con cái thiếu sự hòa hợp, nhân duyên với người độc thân thì rất ảm đạm. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Thân và người tuổi Dần. Người tiểu nhân là người tuổi Sửu và người tuổi Tỵ. Với những màu sắc may mắn là màu cam và màu tím. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, nam mộc đức mà nữ thì thủy diệu. Với những khẩu quyết cho bạn, trong tháng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút do bị áp lực công việc quá lớn. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Tuất và người tuổi Dậu. Người tiểu nhân là người tuổi Ngọ và người tuổi Thìn. Với những màu sắc may mắn là màu trắng và màu đỏ. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.